quý phật tử và quý khán thính giả thân mến dù hiện nay sư minh tuệ bậc chân tu của chúng ta đã tạm thời ẩn tu không xuất hiện công khai trước công chúng nhưng những thông tin về sư vẫn luôn được mọi người quan tâm đặc biệt sư đã và đang đem đến những giá trị ý nghĩa nhân văn là điều không thể bàn cãi nữa nhưng ở đâu đó vẫn có nhiều kẻ ganh ghét cố tình soi mói đặc điệu nhằm bôi nhọ hình ảnh của sư trong đó phải kể đến một vị sư có pháp danh là thích mật hạnh đang nổi lên rầm rộ bằng làn sóng chỉ trích trên mạng trong những ngày vừa qua cụ thể là thầy thích mật hạnh trụ trì tu diện chân như đã nhiều lần dùng lời lẽ không hay để bày tỏ sự khinh chê miệt thị sư minh tuệ được biết tu diện chân như chính là nơi mà sư minh tuệ đã từng xuất gia tu học trước khi lên đường đi khất thực theo hành đầu đà. câu duyên ở tại đây 6 tháng, nhưng sư cảm thấy cách tu của các thầy ở đây chưa phù hợp với bản thân, cho nên sư Minh Tuệ đã từ biệt và đi tìm con đường tu học theo cách của mình. Trước đó trên mạng xuất hiện video thầy mật hạnh đập tượng Phật chê bai chỉ trích sư Minh Tuệ, không chỉ khiến cho Phật tử bức xúc mà chính các vị tu sĩ khác cũng tỏ ra bất bình. Sư Minh Tuệ đã từng nói, gieo nhân ác gạt quả, nhân tốt cho quả đẹp, nhân xấu thì nhận về quả xấu. Sau khi những đoạn clip phỉ bán Sư Minh Tuệ được lan truyền, cộng đồng mạng đã đổ xô tràn vào các bài đăng nói về thầy mật hạnh để tỏ rõ thái độ phẫn nộ. Đây cũng được coi là một trong những quả xấu mà vị sư này phải nhận. Chưa dừng lại ở đó, mới đây mạng xã hội còn bất ngờ xuất hiện đoạn clip quay lại một tờ đơn tố cáo các hành vi vi phạm giới đạo đức của thầy Thích Mật Hạnh. Trong đơn tố cáo ghi rõ người bị tố cáo là ông Lê Văn Ấn, pháp danh Thích Mật Hạnh, quê quán tại ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Theo nội dung của đơn tố cáo thì tu diễn chân như nhiều năm vi phạm đạo đức nghiêm trọng, lừa dâm lừa tình ép dâm cưỡng dâm nhiều nữ tu trong và ngoài nội diện chủ nhân bài đăng còn chú thích rằng chúng tôi có đầy đủ bằng chứng vạch trần mọi tội ác man rợ như là tin nhắn gạ tình bằng ghi âm camera ghi hình sư mật hạnh vào khách sạn đoạn clip ghi lại toàn bộ đơn tố cáo thầy thích mật hạnh đang được lan truyền một cách chóng mặt chưa rõ đúng sai thật giả như thế nào. Nhưng mà nếu những sự việc trong đơn là thật, thì đây quả là một tin tức chấn động dành cho tu viện chân như nơi sư thích mật hạnh trụ trì. Theo chủ nhân của bài đăng, đơn tố cáo này đã được gửi lên cơ quan chính quyền và đợi các cán bộ điều tra làm rõ. Ngay khi xuất hiện đoạn clip này, đã khiến cho dân tình vô cùng choáng váng dù cho rất bức xúc về lời cai nghiệt của Thầy Mật Hạnh dành cho Sư Minh Tuệ, cũng như hành động đập phá tượng Phật Bồ Tát, nhưng không ai có thể ngờ ông còn nhiều hành động trái ngược với đạo hạnh nhà Phật đến như vậy. Dù đây chỉ là một bài đăng chưa được xác thực, nhưng chưa rõ đúng sai như thế nào, nhưng nhiều người cũng đã tranh cãi dữ dội về thông tin này. Tuy nhiên, thiết nghĩ về sự phát triển của công nghệ hiện đại cũng khó có thể che mắt được cư dân mạng. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Và mới đây, cư dân mạng còn tìm ra được một bản ghi âm mới nhất. Khi đi khách sạn ở Đà Lạt, phải nói là thật kinh rợn. Phải chăng, đây chính là một trong những lý do mà Sư Minh Tuệ đã rời nơi đây. Chúng tôi xin được trích rõ cụ thể nội dung của đoàn ghi âm như thế này. Dạ dân, con chào thầy, Hôm qua thì thầy có điện cho con để thực hiện tinh thần chỉ đạo của thầy hôm trước. Con đã triển khai cùng một số anh em xuống gặp những đối tượng chống phá thầy đang nắm giữ trong tay hàng trăm tin nhắn của thầy. Cụ thể nội dung là tình yêu nam nữ. Thầy nhắn cho cô Ngọc Linh, cô Diệu Ngọc, cô Huệ Ngọc, cô Kim Liên với nội dung tình tứ chuyện nam nữ có những cuộc hẹn nhau giờ nào đến thất của anh giờ nào đến thất của em rồi chồng chồng vợ vợ hai bên tương tác nhắn tin với nhau qua lại như vậy thì họ đang nắm giữ hàng trăm cái tin nhắn đó thì con cho rằng rất là nguy hiểm đoạn ghi âm này không hiểu gì lý do gì mà đã bị lộ ra ngoài đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa sư mật hạnh và một người đàn ông có tiếng nói trong xã hội. Có người còn cho rằng do thầy mật hạnh không bỏ tiền hay bỏ tiền mua chuột ít quá mà đoạn ghi âm này đã bị tung ra. Trong đoạn ghi âm, người này có nói đến những đối tượng chống phá thầy, thì chúng ta nên ngầm hiểu rằng đối tượng chống phá là những Phật tử thuần hành đang yêu mến Đạo Phật, bảo vệ Đạo Phật, không muốn cho bất kỳ ai cá nhân nào làm ô quế ảnh hưởng đến đạo Phật. Sau đây là đoạn tiếp theo của bản ghi âm. Tuy nhiên, còn có những cái nguy hiểm hơn đó là cái camera. Camera khách sạn Duy Đăng ở thành phố Đà Lạt quay được thầy và cô Ngọc Linh đi vào khách sạn, tức là cô Ngọc Linh, cô đó vào khách sạn Duy Đăng, cô đó thuê phòng trước, có lần cô ấy ở tầng 2, có lần người ta xếp cho cô ở tầng 3, còn thầy thì đến sau. Có lần thầy đi cái xe Camry màu đen, có lần thì thầy đi xe bán tải, thầy thuê phòng ở tầng 1, nhưng mà đêm đến thầy lại đi lên phòng cô Ngọc Linh. Rồi lúc thầy đi từ phòng cô Ngọc Linh đi ra, thì camera ở khu vực khách sạn đã thu lại hết. Con cho rằng thầy rất chủ quan, thầy đã bị một người nào đó bí mật theo dõi thầy mà thầy không biết. Đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm nó liên quan đến danh dự và tôn giống của chánh pháp nay con điện cho thầy nếu mà thầy đồng ý thì nay trong ngày mai con sẽ cùng một số anh em tìm gặp lại những đối tượng ấy để đàm phán lại với họ để làm sao hai bên đi đến hòa bình không chống phá nhau nữa biến bạn thành thù và nếu thầy đồng ý thì ngày mai con sẽ cùng một số anh em tiến hành gặp gỡ các đối tượng đó để mà đàm phán dân, có thể thấy rằng người đàn ông gọi trực tiếp cho sư mật hạnh cũng là một Phật tử trung thành với sư, muốn bảo vệ sư mật hạnh. Những lời người này nói ra nếu xét từ góc độ là một Phật tử chân chính thì có vẻ rất ngông cuồng, muốn bảo vệ những cái sai trái của sư phụ mình. Nếu những tin tức này được kiểm chứng, chúng ta thật không thể tin được một vị sư, một vị trụ trì mà lại có thể bị tha quá nhân cách đến như vậy được nguy hiểm hơn nữa có thông tin là các tu sĩ và sư cô trong tu viện này còn mua tóc giả để sử dụng tránh ánh mắt của người ngoài phát hiện mình là người xuất gia tới bây giờ vẫn chưa có thông tin chính xác từ phía các cơ quan chức năng về đoàn ghi âm này ở đâu ra nên đây cũng chỉ được coi là những chứng cứ gián tiếp chưa biết đúng sai thật giả ra sao chúng tôi chỉ có thể đưa tin để quý vị có cái nhìn đa chiều về vị sư này. Nhưng quả thật, nếu như điều này là có thật thì thì không thể chấp nhận được. Quý vị thân mến, đoạn ghi âm sau khi được lan rộng trên khắp các trang mạng và cũng không hiểu vì sao lại có thể bị lọt ra ngoài. Cư dân mạng lại được một phen ngã ngửa khi chứng kiến được thời nay lại có những vị tu sĩ những người được gọi là trụ trì của các chùa tu viện lại biến chất sân si đến như vậy. Họ tỏ ra rất bức xúc và một số cho rằng đây chính là nghiệp quả của những người phỉ bán đến một bậc chân tu như Sư Minh Tuệ. Vì vậy, đã có những bình luận như sau, chúng tôi xin trích đọc cho quý vị nghe. Thật là không thể nào nghĩ được, những ông sư thời nay lại hủ quá đến thế này, rồi lại đập tượng Phật, không thể tin được Phật giáo đang thời mạt Pháp rồi. Là một Phật tử tôi thật xấu hổ và đau lòng. Thật tồi tệ cho những người mang danh thầy tu đang ở trong chùa thật là nhục nhã quá. Hèn chi, thầy Minh Tuệ đi ra khỏi chùa là đúng rồi, toàn là ma dương. Quả báo nhãn tiền cho những ai xúc phạm đến bậc chân tu. Thầy Minh Tuệ từ bi không chấp đâu nhưng các vị chư tiên nổi giận khi thấy bậc thánh tăng của họ bị phỉ bán. Ai phỉ bán bậc chân tu thì sẽ gặp ngay quả báo. Đập tượng phá chùa cũng sẽ gặp quả báo. Quả thật là không sai. Cho đến thời điểm hiện tại, cơn bão dư luận vẫn đang nổ ra với hàng loạt ý kiến trái chiều dành cho thầy mật hạnh và tu diện chân dư. Mới đây nhất, một vị sư khác cũng đã không thể im lặng mà đã lên tiếng đứng về phía sư thầy minh tuệ vì thầy được nhắc đến ở đây chính là sư minh hội một bậc chân tu đáng kính ngoài ra sư thầy thích minh hội cũng bức xúc lên tiếng cho rằng thầy mật hạnh là tánh ma thầy nói như thế này ông mật hạnh á ông có ở chùa bốn chục năm cũng không bằng sư minh tuệ tu sáu tháng ngài là người giác ngộ ngài giác ngộ thấy được chân lý phật ông cũng phải đảnh lễ Ngài, cũng phải tôn kính Ngài, chứ không phải sống lâu ở chùa, mọc râu, rồi muốn nói muốn gì là được. Thầy Minh Hội không ngần ngại thể hiện rõ quan điểm của mình như thế này. Thầy Minh Tuệ tuy ở chùa 6 tháng thôi, nhưng thầy đã đắc đạo, đạt được quả vị cao. Ta phải quỳ kính lễ Ngài, cái đó mới là đệ tử của Phật. Đâu phải là gánh tị, rồi nói người ta vô ơn bạc nghĩa đâu có cái chuyện vô ơn sư minh tuệ ăn của đàn na tính thí chứ đâu phải của ngài mật hạnh đâu vô ơn bạc nghĩa chính là thầy mật hạnh đó nói về chuyện thầy mật hạnh đập phá tượng phật khẳng định không có phật a di đà không có bồ tát quan thế âm thầy minh hội chỉ biết lắc đầu và nói như thế này sao mà thầy biết không có thầy lấy cái gì mà chứng minh tượng phật a di đà tượng Bồ Tát quán thế âm bao nhiêu đời thờ bái kính ngưỡng mà một tu sĩ lại đem đi đập đi phá phỉ bán vậy thầy thuộc loại ma tánh không đáng để tôn kính thầy này là ma rồi phá Phật phá tăng ngay khi xuất hiện những quan điểm của sư Minh Hội nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng ai nấy đều đồng tình và xúc động trước những chia sẻ tận tâm can của thầy. Đau buồn khi có một vị tu sĩ như thầy Mật Hạnh. Thầy ơi, mấy ông đi tu như Mật Hạnh làm cho Phật tử không tin tưởng vào đạo Phật nữa. Thật sự rất buồn, vì nơi chùa chiền là nơi sống tốt đời đẹp đạo, tinh thần thương thân tương ái, giúp người không tính toán, mà ông Mật Hạnh lại có những lời nói hành xử như vậy. Hiện tại làn sóng phẫn nộ dành cho thầy Mật Hạnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi đông đảo cộng đồng mạng đã vào các bài đăng về vị thầy này để bày tỏ sự phẫn nộ. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm cũng như video về những hành động trái với luân thường đạo lý của sư mật hành, chúng ta thấy rằng nếu những tình trạng như vậy vẫn đang còn tồn tại thì đạo Phật không thể tồn tại được. Cho nên giáo hội cần phải đào tạo ra những người tu tập trí tuệ, đạo đức, một lòng một dạ hướng về phật các vị trụ trì của những ngôi chùa hay là tu viện phải được đào tạo bài bản phải được kiểm duyệt đạo đức trí tuệ đàng hoàng quý vị thấy thế nào về sự việc của thầy thích mật hạnh xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của video này nhé chúng ta hãy hạnh nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của đức phật chúng ta cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi Xin chào và hẹn gặp lại. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong khi hàng triệu người đang cung kính ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, một bậc chân tu hiếm thấy có một không hai, thì gần đây mạng xã hội cũng đã xuất hiện một số luồng tin gây sốc liên quan đến sư Minh Tuệ. Thông tin đó đến từ thầy thích mật hạnh, người vừa mới lên tiếng cho rằng sư Minh Tuệ là một kẻ mượn áo tạo đời cho rằng khoảng thời gian mà sư minh tuệ ở tu viện chân như đã không chịu nổi cơ cực của cái hạnh độc cư và đã bỏ chùa để đi thầy thích mật hạnh còn cho rằng sư minh tuệ là một kẻ phá đạo có những âm mưu chống phá đạo phật thưa quý vị và các bạn như chúng ta đã biết trong khoảng thời gian khi sư minh tuệ xuất hiện đi bộ khất thực từ bắc vào nam thì cũng đã có những luồng ý kiến trái chiều chê bai chỉ trích phỉ bán sư minh tuệ của một số vị sư như thích chân quan thích nhuận đức cũng đã phải chịu những hình thức xử lý từ giáo hội phật giáo việt nam tưởng chừng như qua những câu chuyện của vị trụ trì một số các nhà sư sẽ cẩn trọng hơn trong các phát ngôn của mình thế nhưng mới đây thì những phát ngôn của thầy thích mật hạnh liên quan đến sư minh tuệ lại gây tranh cãi trên không gian mạng Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Chúng tôi kính mời quý Phật tử cùng quý khán thính giả cùng theo dõi video hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong khi sự việc sư Minh Tuệ mất tích hơn 20 ngày còn đang khiến dư luận hoang mang thì mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây tranh cãi về một người đàn ông mặc đồ tu sĩ tự xưng là Thích Mật Hạnh, trụ trì của ngôi chùa Sư Minh Tuệ từng tu học người này dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng để nói về sư minh tuệ khiến cho dân tình không khỏi bức xúc và phẫn nộ mặc dù sư minh tuệ đang ẩn tu không còn xuất hiện để mọi người ai về nhà nấy không làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội nhưng những giá trị thiện lành mà sư đã mang lại thì vẫn còn đó vẫn còn thức tỉnh trái tim của hàng triệu con người đang ngày ngày thực hành học đạo theo cảm hứng từ sư minh tuệ mang lại sư mang đạo phật đến gần hơn với người dân trên khắp cả nước dù là người từng lăn lộn trong xã hội bấy lâu nhưng cũng đã quay đầu tích đức tích phước góp phần giúp cho xã hội tốt lên rất nhiều so với trước đây việc xuất hiện một vị sư lạ tự xưng là thầy mật hạnh chủ trì ngôi chùa sư minh tuệ từng ở trước khi rời đi tu theo hành đầu đà lên tiếng chế giễu tỏ rõ sự không hài lòng với sư minh tuệ giống như gáo nước lạnh ở đầu trút xuống thầy thích mật hạnh chia sẻ như thế này à, cái ông thầy minh tuệ nào đó hồi trước ông ở đây được có năm hay là sáu tháng gì đó ông sống không làm chủ được cái ăn ngủ độc cư ông mới nói là cái ăn cái ngủ độc cư của trưởng lão không phù hợp với ổng ông nói đủ thứ quyên thuyên, nói này nói kia sống không phù hợp nên chịu đâu có nổi giờ ông đi ra ông khôn thiệt á ông lấy cái đạo y áo của phật làm giống như phật vậy ông bắt đầu đi tới đầu làng sớm trên sớm dưới vừa có cơm ăn ngon vừa có người khâm phục ông có người còn cho ông là phật sống mà cái ăn ngủ độc cư chịu không nổi khôn thiệt á rất là khung. Vị thầy này tiếp tục dùng những lời lẽ khó nghe để nói về sư Minh Tuệ. Đây là cái loại đề bà đạt đa. Người em trai từng tìm mọi cách để hãm hại Đức Phật. Và giờ sư Minh Tuệ lại phá trưởng lão. Trưởng lão ở chùa tu chứng đạo dựng lại chánh pháp mà ông lại phá. Ông này tính ra ông phá chánh pháp từ thời Đức Phật tới giờ là 2.600 năm giờ ổng quay lại ổng phá trưởng lão dựng lại chánh pháp thời đức phật dựng lại nền đạo đức mà ổng phá luôn người này luôn dùng những lời tiêu cực để chỉ trích thầy minh tuệ như thế này kẻ phá ta là kẻ mặc áo của ta ông này dùng y áo của đức phật mà lại phá phật ổng phá chỗ nào ổng mặc y áo đi khất thực cái bát của người ta là cái bát có nắp mới đúng còn cái bát của ổng làm bằng lõi nồi cơm điện là thấy sai. Hoài nghi đi cũng không đúng. Giờ ổng nói ăn một bữa, không giữ tiền bạc là nghe hay. Nhưng mà lại nhằm mục đích cho mọi người nghĩ ổng là Phật. Ông này tính kỹ ghê á. Không dừng lại ở đó, người này còn cho rằng sư Minh Tuệ giống ơn bội nghĩa. Ông nói như thế này. Cái ác nhất của ổng là người giống ơn bội nghĩa. Ổng tu ở tu viện lúc đó chưa gặp trưởng lão. Nhưng dù gì đi nữa, ổng cũng từng nghe Pháp tu học 6 tháng ở đây. Vậy mà ổng ra ngoài bác sạch hết. Ổng nói trưởng lão không chứng, không tốt cho ổng. Ổng cho là trưởng lão thế này, thế kia. Giáo Pháp này không phù hợp với ổng. Ổng nói luyên thuyên lắm, mà trong khi ngài tu chứng rồi mới dựng lại chánh pháp mà ông bác sạch hết luôn ông bác trưởng lão bác luôn giáo pháp chánh pháp của đức phật thích ra ông mượn áo phật mà nói gì đâu toàn mê tín không mà gì mà cõi âm cõi trên cõi dưới quý vị thấy không mượn y áo của phật để luôn vào ngoại đạo đó là ông minh tuệ cụ thể khi một người hỏi Sư Minh Tuệ ăn ngày một bữa không dùng tiền thiểu dục tri túc thì có lợi lạc gì không? Thầy Mật Hạnh trả lời như thế này. Không có cái lợi, chỉ được cái là dân người ta nể ổng, nể như Phật vậy. Cái mà ăn một bữa thì thời chiến tranh người ta cũng ăn một bữa, nhường cơm cho con cái ăn. Họ vẫn để vẫn dục, vẫn sinh ầm ầm đó. Ông này cũng ăn một bữa, nhưng mà phải biết tu nữa mới giải thoát. Tu pháp bậy cũng chẳng giải thoát gì luôn. Rồi cái ông này độc cư, không làm chủ được cái ngủ, bị hai cái này làm sao mà giải thoát. Ngủ qua, ổng làm không được, rồi độc cũng không được. Mà ổng đi nói pháp đại thừa, nói điên, nói khùng, nói toàn là ngoại đạo pháp tà. Còn gì mà nói nữa? Như vậy, ổng ăn ngày một bữa, cũng không có ý nghĩa gì, không được gì, chỉ có dân không hiểu mới nghe ổng, cho ổng thế này thế kia. Dân, kính thưa quý vị, ngay khi được chia sẻ những lời nói khó nghe của người tự xưng là thầy mật hạnh kia, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thường thì khi có một thông tin không tốt về một ai đó, nhanh chóng lan rộng trên mạng, người ta sẽ hiếu kỳ rồi lên án người bị nó xấu đó nhưng không điều đặc biệt là cư dân mạng lại phẫn nộ và bất bình trước những lời lẽ tiêu cực sân si của thầy mật hạnh kia mọi người cho rằng nếu sư minh tuệ có sai thì việc dùng lời lẽ thâm độc như vậy để nói người khác thì bản thân ông cũng không ra gì nhiều cư dân mạng đã bức xúc để lại những bình luận như sau đầu tiên ông là người tu mà ông lên ông nói người ta khôn người ta ngu so sánh người ta không làm mà đòi có danh tiếng đi từ sáng sớm từ đâu làng đi khắp xóm có cái ăn ngon ông giỏi ông đi coi ông giỏi ông đi được như sư minh tuệ thì dân chúng cũng sẽ giái lại ông thôi làm thầy làm sư mà sân si quá cạo đầu chưa chắc đã là thầy tu không phải ai cạo đầu thì chúng ta đều phải kính nể tôi chỉ gọi là thầy là sư khi người ta truyền lại cho tôi những lời hay ý đẹp chứ không phải những kẻ sân si như thế này con cầu mong các thầy nên soi lại tâm mình để các chúng đệ tử tại gia như chúng con học hạnh của các thầy các thầy không nên phán xét ai nữa thì sẽ giữ hạnh và giữ giới của chính các thầy tốt hơn Tôi khâm phục ông Minh Tuệ Chỉ một điểm là cực khổ đi luyện sức khỏe Thầy mà sao sân si quá Nói câu nào ra cũng chửi người ta như vậy Chưa biết ai đúng ai sai Nhưng nghe cách nói chuyện của thầy mật hạnh Thì thấy thiếu tôn trọng người khác quá Quả báo của đề bà Đạt Đa Sau nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật và Tăng Đoàn Anh ta cũng phải trả thù cho những hành động xấu xa của mình Đề bà Đạt Na có lỗi với Đức Phật Nên sau đó bị trừng phạt Ông bị bệnh nặng và không có thuốc chữa Đức Phật sai xá lợi Phất và một kiền liên Dạy 500 tỳ kheo đi theo đề bà Đạt Đa Và 500 tỳ kheo này thành đạo Dần dần đề bà Đạt Đa rời xa Đức Phật Cuối cùng đề bà Đạt Đa chỉ còn lại một mình Lúc đó ông đang ốm nặng lúc bây giờ ông mới phát tâm sám hối trở về quy y phật ông yêu cầu các nhà sư đưa ông đến đức phật để sám hối tuy nhiên khi ông đến cách đức phật dài trăm mét đất nứt ra và nhấn chìm ông trong lòng đất gọi là đất nứt nhấn chìm ông trong địa ngục không thể cứu được ông hiện tại những chia sẻ tiêu cực này vẫn đang là đề tài bàn tán dữ dội trong cộng đồng mạng những người am hiểu đạo Phật cũng khẳng định rằng thầy Mật hạnh có phần hơi quá khi ví sư Minh tuệ là đề bà Đạt đa. Sau khi tìm hiểu về đề bà Đạt đa thì các Phật tử gần xa đều cạn lời với những chia sẻ của thầy Mật hạnh, bởi sư Minh tuệ không làm gì gây tổn hại đến Phật giáo và giáo pháp của người. Trái lại sư còn một lòng giữ giới, cố gắng tu hành theo đúng 13 hành đầu đà mà Đức Thế Tôn đã dạy. Sư cũng không dùng lời nói của mình để chê bai khinh khi bất kỳ ai. Sư Minh Tuệ cũng không lôi kéo hướng dẫn ai chống phá giáo lý Phật Đà. Sư đã từng nói một câu vô cùng khiêm nhường và đầy xúc động như thế này: "Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, vui vẻ với gia đình. Có thể nói Thầy Mật Hạnh đã quá sân si với Sư Minh Tuệ, một người tu hành mà có thể nói về một người đồng tu với những lời lẽ sai trái gán ghép cho Sư Minh Tuệ thuyết pháp giảng pháp. Đã có rất nhiều người bàn tán về 13 hành đầu đà của Sư Minh Tuệ. Cho đến thời điểm này, chưa cần biết Sư Minh Tuệ có tu đúng theo 13 hạnh đầu đà hay không. Nhưng chúng ta cũng chưa từng thấy Sư Minh Tuệ giảng pháp hay thuyết pháp gì cả. Mà chỉ thấy đông đảo người dân dây quanh Sư, hỏi cái gì thì Sư trả lời cái đó. Trái lại, với những lời cay độc của Thầy Mật Hạnh, sư minh tuệ đã có những chia sẻ rất từ bi trí tuệ khi được hỏi về ngôi chùa cũ mà sư từng theo học phật khiến cho người dân nức lòng ca ngợi sư minh tuệ theo đó thầy thích mật hạnh chính là trụ trì tu viện chơn như nơi sư minh tuệ xuất gia tu học trước khi lên đường bộ hành khất thực rời tu viện để đi tìm một con đường khác nhưng sư minh tuệ chưa từng phê phán hay là nói này nói nọ tỏ ra chê bai sư phụ cũ hay là ngôi chùa cũ. Vì sư Minh Tuệ biết, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Do đó, việc bỏ ngoài ta những lời chèn pha, không nói xấu ai, không đã kết ai, đó chính là lẽ sống. Khi họ lý do không tiếp tục ở lại, sư chỉ nhẹ nhàng nói là cách tu chưa phù hợp với mong muốn, với bản thân mà thôi khi được hỏi về chuyện trưởng lão thích thông lạc đã tu đạt đến thiền định suốt 49 ngày. Sư Minh Tuệ trả lời, Con không biết, con không tận mắt chứng kiến cái này, thì ai ở cạnh mới biết được. Con không ở, mà ngài có thiền định hay như thế nào thì con cũng không biết. Nhưng khi hành trì không hợp với con, nói không hợp với kinh, không mang lại an lạc với con, con không đủ duyên nữa. Khi có Phật tử gặng hỏi, Hòa thượng Thích Thông Lạc là một vị giới đức trang nghiêm, ai cũng kính trọng, vì sao sư vẫn bỏ đi? Sư Minh Tuệ từ tốn trả lời: "Dạ, con không muốn nói về họ cái gì cả, hữu duyên với mình, mình hành trì theo mà thấy không an lạc, không đem đến xả ly cho mình thì mình không hành nữa." Trong bối cảnh sư thích mật hạnh liên tục dùng lời nói thiếu tôn trọng, để nói về sư minh tuệ ai nấy đều không phục câu trả lời thông tuệ và khiêm nhường của sư minh tuệ sư không nói xấu hay là phản bác như cách mà thầy mật hạnh nói về sư trước đó những chia sẻ của thầy thích mật hạnh đã khiến cho dư luận chia làm hai chiều một bên đồng tình với những lời mà thầy chia sẻ cho rằng sư minh tuệ đang tu sai pháp tuy nhiên phần đông nghiêng về ý kiến bên dược sư Minh Tuệ là bậc chân tu. Hiện tại sự kiện thầy mật hạnh vẫn đang liên tục chê bai phỉ bán sư Minh Tuệ đang là tâm điểm chú ý của đông đảo dư luận. Còn quý vị, quý vị có ý kiến như thế nào về những phán xét của thầy thích mật hạnh đối với sư Minh Tuệ? Xin hãy cho chúng tôi được biết dưới phần bình luận. Bây giờ, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sau khi sư Minh Tuệ xuất hiện hai lần trên sóng truyền hình nhà nước, làm an lòng hàng triệu trái tim đang theo dõi sư. Sư được trở về cuộc sống tu hành như thường ngày, sư vẫn làm không ồn ào, không náo nhiệt không có những tranh cãi đúng sai. Thay vào đó là những lời chúc, lời cầu nguyện của công chúng dành cho sư Minh Tuệ. Hình ảnh một bậc chân tu đáng kính với đôi chân trần đi khắp đất nước sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, cư dân mạng lại bắt đầu đổ dồn sự quan tâm, chỉ trích và thậm chí là lên án cho những kẻ trước đây đã bôi nhọ sư Minh Tuệ những kẻ cho rằng sư là giặc là chống phá đất nước nọ kia. Đầu đó, cư dân mạng đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng, một lời xin lỗi từ những gì này. Một trong số đó phải kể đến nữ hoàng thị phi Angela Phương Trinh. Chúng ta hãy tìm hiểu về tiểu sử cô này một chút trước khi bàn về những ồn ào vừa qua của cô Hot Girl này. Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tên từng rất hot trong khoảng thập niên 2000-2010. Cô được công chúng biết đến rộng rãi khi đảm nhận gia chính trong bộ phim Mùi Ngọ Gai khi chỉ 10 tuổi. Những năm sau đó, cô liên tục ghi dấu với loạt phim truyền hình nổi tiếng như Linh Lan Trắng, Thứ Ba Học Trò, Áo Cưới Thiên Đường, Mùa Hè sôi Động, đặc biệt tác phẩm sitcom người mẹ nhí đã khiến tên tuổi của cô gái khi đó còn rất nhỏ đã trở nên vô cùng nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên đáng yêu, tình anh và thông minh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Tuy nhiên kể từ khi nổi với vai trò là diễn viên nhí đến tuổi trưởng thành, cô thường xuyên tạo ra những scandal dậy sóng dư luận ngay ở độ tuổi 17 bảy. Angela Phương Trinh liên tục gây xôn xao khi khoe da thịt quá đà, bị tố bỏ học từ năm lớp 9, chưa tốt nghiệp cấp 2, phẫu thuật thẩm mỹ giữa năm 2012. Angela Phương Trinh bị phản đối vì chụp quảng cáo với nội y với những tư thế tạo dáng đầy khiêu khích khi vẫn còn ở tuổi teen. Cô cũng gây xôn xao với phát ngôn có đại gia xin trả 20.000 đô la để gặp tôi 20 phút hay tuyên bố sẵn sàng kiểm tra trinh tiết khi dướng vào nghi vấn tham gia đường dây mua bán dâm nghìn đô của Mỹ Xuân. Năm 2013, quán bar nơi Angela Phương Trinh biểu diễn bị phạt 3,5 triệu đồng do xuất hiện với bộ đồ siêu ngắn khoe toàn bộ cặp chân trần. Nhiều người quán bar gọi cô là can lộ lộ của Việt Nam. Không chỉ hát, Angela Phương Trinh còn có những động tác múa cột để khiêu khích. Năm 2014, Angela Phương Trinh dướng lùm xùm với đại gia thẩm mỹ quốc Thái. Cô tiết lộ rằng từng bị ông này dọa tung ảnh nóng nếu cắt đứt mối quan hệ. Cô cũng tuyên bố sẽ trả lại túi sách, đồng hồ hàng hiệu và một nửa số tiền anh hỗ trợ cô mua chiếc xế hộp 6 tỷ đồng mới đây. Nhưng mà ngược lại, vị bác sĩ thẩm mỹ kia phải trả tiền cho cô nàng vì sử dụng hình ảnh khi chưa được sự đồng ý để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình. Những năm vừa qua, Angela Phương Trinh hầu như không có tác phẩm và không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí. Trước nhiều ồn ào như vậy, năm 2018, Angela Phương Trinh tuyên bố tạm rời xa làng giải trí đến nương nhờ cửa Phật. Người theo dõi nữ diễn viên thường thấy cô đăng tải những hình ảnh ở chùa tu tập và làm thiện nguyện. Sau 6 năm ẩn mình khỏi ngành giải trí, cứ tưởng rằng cô gái này đã quay đầu là bờ, nương vào cửa Phật, tâm tánh cũng đổi thay. Nhưng không, cô gái này bỗng nổi lên rần rần với những phát ngôn gây sốc, chủ yếu nhắm vào hiện tượng tu sĩ Minh Tuệ đi bộ hành xuyên diệt, gây chú ý. Trên trang cá nhân, anh là phương trinh liên tục đăng tải các bài viết nếu quan điểm bài trừ phương pháp tu hành của sư minh tuệ bằng lời lẽ nặng nề giọng điệu thì gay gắt cô mỉa mai cho rằng đây là bộ phim và xem sư minh tuệ là diễn viên thậm chí cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc những ý kiến trái chiều với mình là truyền thông bẩn đây là những lời lẽ khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ Giới thói lộng ngôn thiếu suy nghĩ không thể chấp nhận được của một người phụ nữ trưởng thành sắp bước qua tuổi 30. Trong khi đó, trên trang cá nhân có tiết xanh chính chủ của cô lại thường xuyên đăng tải và cập nhật những bài giảng, những hoạt động của Thượng Tọa Thích Chân Quang cùng Thiền Tôn Phật Quang, nơi vị sư này trụ trì. Đáng chú ý vào ngày 30 tháng 5 Trang này còn xe video bài giảng của thầy Chân Quang nói rằng ai nằm mái lạnh giữa lúc trời nắng nóng là ác nghiệp vì trái với tự nhiên. Thậm chí cô còn khẳng định rằng những ý kiến trái chiều là truyền thông bẩn khiến cho hàng ngàn người giao thả biểu tượng cảm xúc phẫn nộ chỉ trích nặng nề Thậm chí có người còn ví von rằng A-xe-la Phương Trinh và thầy thích chân quan là nồi nào dung đấy ám chỉ thầy nào thì trò như vậy. Do đó, việc Phương Trinh chỉ trích Sư Minh Tuệ đi bộ hành cũng đúng với tôn chỉ của thầy Thích Chân Quang. Khi vị sư này cũng từng có bài giảng gọi thầy Minh Tuệ với những giọng điệu đã kích thiếu tôn trọng là thằng Ba Trận. Thượng tọa Thích Chân Quang cũng là người học rộng tài cao với học vị tiến sĩ luật nhưng cũng để lại không ít scandal chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị về những scandal của ông này ở một bài bình luận trước đó quý vị hãy xem lại các video trước trên kênh của chúng tôi để hiểu thêm về ông sư này nhé trở lại với angela phương trinh sau khi bị mẹ ruột và em gái tố trên mạng xã hội cũng như sự việc sư minh tuệ đã trắng đen rõ ràng sư được truyền thông nhà nước đưa tin chính quyền bảo vệ người dân yêu quý đập tan những ý kiến ngông cuồng của cô Angela Phương Trinh trước đây cho rằng sư có ekip nọ kia chống phá đất nước. Động thái của cô sau tất cả các sự việc là đăng bài trên trang cá nhân có hơn 2,2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, cô đã khóa bình luận. Trong bài viết, cô chia sẻ như thế này. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay, Trinh đăng những giọng này với mong muốn xin lỗi và xin đính chính về một số thông tin sai lệch được lan truyền chóng mặt đến cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Thứ nhất, Angela Phương Trinh mất tích, không liên lạc suốt 2 năm. Trong suốt thời gian qua, từ khi trở lại showbiz, Trinh luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Ngoài công việc cá nhân như quay chụp cho các nhãn hàng, đi dự sự kiện live stream Trinh còn dành thời gian tham gia những khóa thiện, tham gia hoạt động trồng cây, diễn nghĩa trang liệt sĩ, đắp đường, nhặt rác v dân. Và tất cả những hoạt động ấy, Trinh đều chia sẻ công khai trên tất cả các trang mạng xã hội của mình, cũng như mời mọi người cùng về tham gia chung với Trinh. Điều đặn mỗi ngày Trinh đều lao động kiếm tiền chân chính, mọi người cũng có thể thấy Trinh dẫn livestream cùng các nhãn hàng mỗi tuần, mỗi tháng, chứ không hề có chuyện trình u mê tu tập lẫn tránh khỏi đời mà không làm gì à. cả. Cá nhân Trình là một công dân Việt Nam, trình luôn ý thức việc mình đang làm, luôn cố gắng đóng góp cho xã hội và lan tỏa những điều tích cực tốt đẹp, tử tế đến với cộng đồng thông qua từng hành động nhỏ của mình. Từng những bài đăng kêu gọi tinh thần yêu nước trong những ngày lễ lớn, những đạo lý tốt đời đẹp đạo hay những hình ảnh trinh đi làm công tác xã hội tất cả điều gì ước mong cho cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn ngoài ra không vì mục đích riêng nào khác việc trinh có mất tích hay không trinh nghĩ là các thông tin phía trên đã đủ và trinh tin rằng các bạn sẽ dễ dàng có một cái nhìn thấu tình đạt lý về vấn đề này nếu sợp tìm tên trinh và tên em gái trinh trên facebook thì hai năm gần đây sẽ thấy Trinh và Trang xuất hiện cùng nhau như đi sự kiện về quê ăn Tết, ăn dỗ, đi cà phê, quay chụp live stream chung. Trinh cũng quay clip quảng cáo với mẹ và gần 2 năm nay Trinh cũng qua nhà thăm mẹ, nhắn tin liên lạc với mẹ. Chuyện gia đình Trinh cũng mong các bạn đừng hiểu lầm để không ảnh hưởng đến ba mẹ và em gái của Trinh ạ. À. Thứ hai về bài đăng liên quan đến ông Lê Anh Tú, sư Thích Minh Tuệ. Trong thời gian qua, chứng kiến những hình ảnh clip lan truyền trên mạng về đoàn người tu tập đi bộ hành gây tắc nghẽn giao thông khiến cho Trinh thực sự rất lo lắng. Trinh không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cách đám đông dài chục mét, dài km mà có đám cháy thì xe cứu quả sẽ đi qua như thế nào rồi những nạn nhân trong đám cháy sẽ ra sao? Rồi lực lượng chức năng hàng ngày làm nhiệm vụ, xe cứu thương đang cấp bách cứu người. Tất cả đều cần một chiến tuyến giao thông an toàn không bị cản trở. Cả nhân trình thật sự rất thổn thức và đau lòng, xót xa. Khi hiện tượng này ngày càng lan xa, đoàn người mỗi lúc càng đông và đỉnh điểm là có người đã ngất xỉu, thậm chí tử vong vì sốc nhiệt trên đường đi. Tình hình kéo dài đã gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, vốn đang yên bình. Lực lượng công an đã vất giả, nay lại càng vất giả hơn, khi hàng ngày phải cố gắng ổn định đám đông. Nghiêm trọng hơn khi xuất hiện những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, các thế lực lợi dụng để chia rẽ tôn giáo và chống phá nhà nước Việt Nam. Thêm nữa, nhiều người ủng hộ ông Lê Anh Tú, tức là Sư Minh Tuệ, một cách cực đoan đã có hành động và lời lẽ xúc phạm tăng đi trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây chia rẽ mất đoàn kết tôn giáo. Những hệ lụy nghiêm trọng này đã được các báo đài chính thống đưa tin, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và những báo công an khác. Trinh xin phép gửi link tại comment cho mọi người cùng đọc và tiếp cận những thông tin chính thống để có những nhận định chính xác nhất thực lòng trinh chỉ muốn lan tỏa đúng chánh pháp và tình yêu nước tới mọi người mong mọi người chấp hành mọi quy định của pháp luật không gây xáo trộn cho xã hội mà thôi trinh đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc cá nhân của mình trinh xin lỗi cả nhà vì những phát ngôn vừa qua khiến cho mọi người không được vui và xảy ra những tranh cãi không đáng có hiện nay vụ việc ông minh tuệ cũng đã dừng đi bộ trinh cũng xin xóa các bài viết về ông để tránh gây ra những ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Trinh còn nhiều kém dở và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và Trinh mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Thứ ba, về những thông tin bôi nhỏ cắt ghép hình ảnh của Phương Trinh và Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang. Đối với Trinh và hàng ngàn đệ tử khác, thầy là một vị tu sĩ đáng kính đã mang suối nguồn đạo lý quý giá của Đức Phật truyền dạy cho đệ tử của mình. Từ khi được học đạo lý, Trinh như được sinh ra một lần nữa. Trinh bắt đầu có ý thức sống tích cực, sống yêu thương, sống cống hiến, sống phụng sự cộng đồng, cố gắng góp một phần nhỏ bé cho xã hội, cho đất nước. Trinh chưa bao giờ được gặp riêng thầy và cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng, chỉ có hai thầy trò với thầy bao giờ vào những ngày đại lễ hay những buổi thuyết pháp của thầy trinh có về tham dự nghe giảng và được gặp thầy cùng với rất nhiều huynh đệ thân yêu trinh cũng chỉ về chùa dự đại lễ rồi về lại nhà riêng của mình ở thành phố hồ chí minh trinh cũng như bao phật tử khác khi đến chùa là trang nghiêm theo thời khóa và phụng sự công quả chuẩn bị cho các buổi lễ chưa ai được gặp riêng thầy bao giờ cả vì xung quanh thầy lúc nào cũng có quý thầy thị giả đó là nguyên tắc trong đạo tu sĩ không được tiếp khách một mình do đó việc trinh có tiếp cận gần hay những tin đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật rất mong các cơ quan chức năng xác minh những hành vi bôi nhọ xúc phạm danh dự trên mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống công việc và gia đình của trinh trinh xin chân thành cảm ơn mọi người cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ trinh và cả những lời góp ý về trinh để được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Bài đăng tẩy trắng trên trang cá nhân của cô sau khi được đăng tải không hề làm dư luận bớt dậy sống Ngược lại, cộng đồng càng phẫn nộ gây gắt hơn khi cô đánh lái quan điểm sang việc chỉ trích sư Minh Tuệ là vì lo cho sự an nguy của bá tánh. Nhiều người đã thốt lên rằng làm như mình cao thượng lắm á, Chẳng qua giờ rõ ràng rồi, không biết giấu mặt vào đâu mà thôi. Lúc trước cao ngạo, rượu rao như thế cơ mà. Nghiệp quật không chừa phát nào cho coi. Mối quan hệ của Angela Phương Trinh và gia đình, cũng như việc học trò thân cận của thầy Thích Dân Quang hay không, đến nay vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý scandal truyền thông này một cách triệt để. Là một người nổi tiếng, anh sẽ là phương trinh đã vi phạm chuẩn mực về đạo đức thể hiện sự kém cỏi trong nhận thức giáo lý của phật giáo cô đã dùng ảnh hưởng của mình để tuyên truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang cho dư luận thiết nghĩ cần có chế tài xử lý thật nghiêm trong các trường hợp này để những chuyện tương tự không còn tái diễn nữa trả lại sự trong sạch cho cộng đồng phật tử nói riêng và phật giáo việt nam nói chung phần cuối của video chúng tôi xin trích một đoạn bình luận mà chúng tôi rất tâm đắc khi khán giả bình luận về sư Minh Tuệ. Chưa có nước nào trên thế giới kể từ thời Đức Phật đến nay mỗi buổi sáng thức dậy như một thói quen hàng ngày cả một dân tộc lại dội vàng mở điện thoại theo dõi hành trình của một vị hành giả. Chưa có một vị tu sĩ nào được bình luận phân tích dự đoán và đợi chờ đến như vậy bất cứ nơi nào từ trong nhà ra nơi công cộng, từ quán cà phê đến nhà hàng, từ chợ hẻm cho đến siêu thị lớn, ai ai cũng nói đến thầy Minh Tuệ với sự tung kính vô bờ. Một phiên livestream về thầy có hàng dạng người xem đều hiếm có về một hiện tượng từ xưa đến nay. Số lượng video, tin bài, hình ảnh về thầy còn nhiều hơn bất kỳ ngôi sao nghệ sĩ hay là người nổi tiếng nào. Nhiều người ngụy biện, lập luận rồi dẫn dắt chứng minh rằng câu chuyện xảy ra về thầy Minh Tuệ là do hiệu ứng đám đông, tính hiếu kỳ mê muội và hoang tưởng của người dân Việt Nam. Nhưng xin hãy biết rằng, một người, mười người, một trăm người, một ngàn người có thể là sai, nhưng không thể có chuyện hàng chục triệu người cùng sai một lúc được. Một điều ai cũng hiểu là thầy Minh Tuệ không quăng pháp không rao giảng đạo Phật. Nhưng chính cách hành pháp của Thầy là một bài thuyết giảng hùng hồn đầy thuyết phục đến hàng trăm triệu người. Không riêng Phật tử, cả tín đồ công giáo tinh lành cao đài đều khát khao một niềm tin tâm linh cũng như những lời tán thán biểu dương xuất phát từ đáy lòng đầy ngưỡng mộ của họ. Bởi thế, cách đây khoảng 200 năm, đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã viết rằng hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới này. Ngưỡng mong Thầy luôn bình an trên dạng dặm đường. Nam mô a di đà Phật. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của chúng tôi. Kính chúc quý Phật tử nhiều sức khỏe, luôn giữ vững chánh đạo của mình trên con đường nghe Pháp học đạo. Hãy nhìn và cảm nhận mọi việc bằng cảm quan, bằng trái tim và cả bằng trí tuệ quý vị nhé. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, nhắc đến Thượng tọa Thích Trân Quang, chắc hẳn người dân Việt Nam chúng ta không ai là không biết vị sư quá nhiều tai tiếng thị phi này. Thời gian vừa qua, từ khóa thầy thích chân quan được tìm kiếm trên mạng xã hội với lượt truy cập phải nói là quá khủng không thua kém gì bậc chân thu minh tuệ trái với sự minh tuệ được mọi người tìm kiếm với lòng tán thán ngưỡng mộ quan tâm lo lắng kính trọng và biết ơn thì sư thầy thích chân quan lại nổi tiếng với những vụ lùm xùm những phát ngôn gây bức xúc chấn động dư luận khiến cho mạng xã hội dậy sóng Người ta tìm kiếm vị sư này như một sự hiếu kỳ, một sự đã kích vô cùng nghiêm trọng. Người ta đặt câu hỏi rằng tại sao một vị sư như vậy lại vẫn đang hàng ngày ngồi thuyết giảng trước hàng ngàn Phật tử? Và rồi việc gì đến ác phải đến. Người làm sai phải chịu sự trừng phạt, không để cứ sai thêm sai gây bất bình trong xã hội được. Bằng Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị ban tôn giáo thuộc sở nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thẩm tra rà soát xác minh những phát ngôn thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang đang bị dư luận phản ánh. Cho tới hôm nay ban tôn giáo mới có văn bản trả lời rõ ràng với công chúng về thượng tọa Thích Chân Quang. Theo như thông tin trên báo giác ngộ sáng ngày 19 tháng 6 cho biết rằng giáo hội đã đưa ra quyết định biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với Thượng Tòa Thích Chân Quang, chủ trì Chùa Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, giáo hội quyết định kỷ luật Thượng Tòa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm. Giáo hội cũng yêu cầu Chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng Tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y tam bảo tự thay đổi nội dung không đúng với năm giới căn bản của người Phật tử tại gia do Đức Phật chế định. Đồng thời, Thượng Tòa Thích Chân Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây quan mang xã hội. Song song đó, Thượng Tòa Thích Chân quan và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật quan phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng. Chúng thanh niên Phật quan tại các tỉnh, thành phố không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội. Trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Ban thường trực Hội đồng Trị sự, Giao Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát thi hành kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang trong vòng 2 năm. Giáo hội cũng giao ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật hiện hành. Đó là các nội dung liên quan tới việc xử lý kỷ luật Thượng Tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phiên họp ngày 18 tháng 6 năm 2024 diễn ra ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là phiên họp nhằm xem xét xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang trước phản ánh bằng văn bản và đơn thưa của cộng đồng Phật tử nhân dân cũng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung thuyết giảng của Thượng tòa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật Pháp, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như ý kiến của các đại diện ban chuyên môn phát biểu tại buổi họp, giáo hội khẳng định một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp. Giang bản thông báo kết luận này cũng được đệ trình ban thường trực hội đồng chứng minh thông báo đến ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam gửi đến ban tôn giáo chính phủ tỉnh bà rịa vũng tàu và các cơ quan chức năng có liên quan được biết trong nội dung của phái quy y tam bảo do chùa thiền tôn phật quan phát hành thượng tọa thích chân quan ký tên là bổn sư truyền thọ phần năm giới cấm của đức phật giới thứ ba không tà dâm bị sửa thành không phản bội. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã đề ra năm giới cấm của người tu đó là thứ nhất, không được giết hại, thứ hai, không được trộm cướp, thứ ba, không được tà dâm, thứ tư, không được nói sai sự thật, thứ năm, không được uống rượu. Nhưng Thầy Thích Chân Quang đã sửa thành năm giới cấm trong các văn bản tại chùa của Sư Trụ Trì. Như thế này, thứ nhất, không được giết hại, thứ hai, không được trộm cướp, Thứ ba không phản bội, thứ tư không được nói sai sự thật và thứ năm là không được uống rượu. Rõ ràng đây là một sai phạm vô cùng nghiêm trọng đối với một vị tu hành theo giáo lý của Đức Phật. Có học trò nào lại đi sửa lời dạy của thầy mình hay không? Giới cấm không tà dâm bị sửa thành không phản bội. Chúng tôi thiết nghĩ là hay vì giới cấm thứ ba bị sửa mà hàng trăm Phật tử tu theo thầy một lòng trung thành tuyệt đối dù biết là có những điều thầy nói thầy làm trái với giáo lý nhà Phật, nhưng vẫn không dám lên tiếng hay phản bội lại lòng tin về thầy. Dân, kính thưa quý vị và các bạn, đây không phải là lần đầu tiên thầy thích chân quan bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra. Quay dòng thời gian về chừng 10 năm trước, sư thích chân quan cũng đã có những vụ lung xung tranh chấp đất đai kiện cáo liên quan tới pháp luật. Trước đó, vào ngày 19 tháng 4, Ban Hoàng Pháp Trung ương và Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội đã xác định vi phạm và kiểm điểm thượng tọa của Thiền Tôn Phật Quang vì nội dung không đúng chuẩn mực trong các bài thuyết giảng, đồng thời khẳng định Thầy chỉ giữ chức vụ trụ trì không tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như ban trị sự của địa phương. Đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng Tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề, ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch, cúng dường. Nhiều trang cá nhân và các trang mạng xã hội đã có những tranh cãi liên quan tới một số nội dung thuyết giảng của Thượng Tọa Thích Chân Quang. Theo đó, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà thượng tọa thích chân quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau chẳng hạn thượng tọa thích chân quang nói là cái võng là nơi diệt hết công đức của chúng sinh theo lý giải do lúc nằm võng nhất là nằm gần đường tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bằng chân vô mặt hết cho nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là gì vậy kể về việc ma đói mà còn không nói được Thượng tọa Thích Chân quan giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói nó bậy phỉ bán kinh điển và hát karaoke. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm. Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định như vậy. Bên cạnh đó, chị này còn cổ suý cho việc giải hạn cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa và rất rất nhiều phát ngôn gây sốc mà chúng tôi đã gửi đến quý vị ở một số video viết về thầy Thích Chân Quang trên kênh của chúng tôi trước đó. Quý vị có thể mở xem lại để hiểu rõ hơn về những bê bối, những phát ngôn phản cảm của vị trụ trì này. Dân đã có những Phật tử tu tập theo thầy Thích Chân Quang lên tiếng cho rằng nhiều tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép câu nói phát ngôn của thầy Thích Chân Quang trong một số buổi thuyết giảng rồi tung lên mạng nhằm mục đích khác nhưng không đặt trong bối cảnh cuộc trò chuyện khiến cho cộng đồng hiểu sai ảnh hưởng tới hình ảnh của vị thầy đáng kính của họ thậm chí ngay cả khi thầy thích chân quan bị kỷ luật như hiện nay rất nhiều người vẫn mê muội cho rằng thầy bị quan cần trả lại sự trong sạch cho thầy một số còn đăng đàn lên trang cá nhân của chính mình là cứu thầy của tôi cứu ai Ai cứu nổi thầy? Nếu như không có những thuyết giảng gây quan bang dư luận những ngày tháng qua thì làm sao thầy có ngày hôm nay? Giống như thầy đã từng giảng rất nhiều bài về nghiệp nhân quả thì ngày hôm nay chính là những nhân quả mà thầy phải gánh cho những sai lầm của chính mình. Không ai có thể cứu thầy ngoại trừ chính thầy phải tự sám hối, phải ăn năn cho những việc làm của mình. Hai năm là khoảng thời gian đủ dài cho một bậc tu hành soi xét kiểm điểm và chiêm nghiệm về bản thân mình. Chúng ta cũng nên có những cái nhìn tích cực và hy vọng cho một người tu sớm quay đầu là bờ. Quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn bình tâm và vững tin trên con đường nghe Pháp học đạo của chính mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, hiện nay trên mạng Thầy Minh Tuệ đang được hàng triệu người biết đến. Thầy đi đến đâu cũng có rất đông người dân đến quay phim chụp ảnh tặng lễ vật. Thực sự, đối với người tu hành để tịnh tâm được trong bối cảnh như vậy thật khó khăn biết bao. Chúng ta dù tôn kính hay không đồng tình với sư Minh Tuệ Công chúng nên để cho sư được yên thân tu tập, đừng kéo thành từng đoàn đi theo, gây phiền cho sư và cộng đồng. Trước khi trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, những ngày gần đây, nhà sư Minh Tuệ đã lặng lẽ tu theo hạnh đầu đà gần 6 năm. Ông từng có thời gian ngắn tu hành ở chùa, nhưng vì cảm thấy không phù hợp nên ông chọn chuyển sang pháp môn này. Độc hành với đôi chân trần với tấm y chấp nối từ giải dụng nhạc được, lấy cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát hớt thực, không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày. Ông sống đời không nhà cửa, tập trung chân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của Đức Phật, không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy. Tu sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học theo lời Phật dạy. Lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật. Bản thân Sư Minh Tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài, dù hành trình những năm qua đã giúp xả bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ, thù hận, coi mọi người đều là anh em cha mẹ. Và giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ, như ông tự nhận như vậy. Với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư minh tuệ, sự tôn vinh sùng bái hay lời chèm pha bán bổ dành cho mình đều là chuyện của người đời, không phải vấn đề mà ông bận tâm giải quyết. Có điều sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn trí tuệ mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền đảo thị phi. Nên dành cho nhà sư hạnh đầu đà này sự tôn kính đối với bậc chân tu và sự tôn kính đó không mang ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác. Phật giáo có hàng ngàn pháp môn tu tập. Người muốn thành chánh quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất, nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến Niết Bàn sư minh tuệ đang làm đúng như vậy như rất nhiều nhà sư khác hoặc lặng lẽ ẩn tu hoặc nhập thế giúp đời mà công chúng không hoặc ít biết đến có lẽ sư minh tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tu tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội thời của các streamer youtuber tiktoker sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng ngàn người muốn bày tỏ tôn sùng có, muốn đi theo học đạo có, vì tò mò, nghi ngờ hay tìm cách bốc phốt cũng có. Và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu, những người đi theo ông chỉ với mục đích duy nhất là lợi dụng vị tu sĩ để làm nội dung câu like, câu view trên mạng xã hội. Tùy nói những lời ca tụng, thực chất là họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác, lợi dụng như vẫn làm thế với mọi nhân vật hot trên mạng. Những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao dây xương minh tuệ một cách thô lỗ và hung hãn. Xem những video livestream được đăng tải, nhiều người thấy cám cảnh thương cho tu sĩ bị quay bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nói dài lăm lăm dơ lên xung quanh ông. Ông muốn đi cũng không đi nổi một bước cho dù phần lớn trong hàng ngàn người dây quanh Sương Minh Tuệ là người yêu mến, tôn kính ông, phải nhìn nhận một sự thật rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào, hỗn loạn, ẩn chứa nguy cơ xung đột. Ngay cả đám đông trên mạng xã hội, trong những ngày qua cũng không ngớt chia phe tranh cãi, không ít người buông lời quá khích. Điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục cũng chẳng có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh. Riêng đối với sư Minh Tuệ, việc cả ngàn người đi theo, dây quanh, tìm cách tiếp cận quay phim livestream, hát hò tụng niệm chính là sự quấy quả làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông. Chẳng những mất đi sự riêng tư, bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tu, đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng những phiền toái đám đông tràn kính con đường tu sĩ này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông, an toàn sức khỏe. Và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự. Là người độc hành tu tập, sư minh tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình, nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản để trở về với đời sống tu hành trầm lặng của một khắc sĩ đầu đà. Yêu quá hóa phiền là thế. Thay vì rồng rắn đi theo sư minh tuệ, hãy để cho ông được yên thân tu tập. Xin hãy nhớ rằng, sùng bái hay dè biểu cũng chỉ là biểu hiện của những tạp niệm của con người. Các bậc chân tu cũng cần nỗ lực rất nhiều để đến đích cuối của tu hành. Cũng đừng cưỡng cầu rằng phải đi theo những tu sĩ đáng trọng như sư minh tuệ thì mới có lợi cho sự tu hành của bản thân. Đức Phật Thích Ca nhiều lần nhấn mạnh, các bậc đạo sư chỉ ra con đường, nhưng để đi đến đích giải thoát thì mỗi chúng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân mình, phải tự mình làm ngọn đèn soi cho chính mình. Sư Minh Tuệ cũng là một cá nhân đang từng ngày nỗ lực như vậy. Còn những nhà sản xuất nội dung câu veo bất chấp, xin hãy thôi đeo bám, làm phiền, thôi coi ông như một con mồi, một món ăn dọn ra cho những bữa tiệc view trên mạng xã hội. Theo giáo lý nhà Phật, việc gây cản trở quá trình tu tập của người xuất gia vì những dục vọng lợi ích cá nhân của mình sẽ tạo nghiệp rất nặng. Còn nhìn từ góc độ thế tục, đó là hành động phản cảm, xấu xí và đáng lên án.